đạp một cái, đạp rồi đưa vô, đưa em này vô đó, cháy luôn cái tôn trắng kẽm đó, cháy luôn rồi nè, rực rỡ luôn không, rực rỡ lòng em đó. Làm cái nữa mình sẽ khép video đó. Thì tổng thể một lần nữa quý khách hàng đang theo dõi, mình đang điều khiển ở chế độ menu trên cái máy tôi cao tầng IH2500 do kênh máy hàng em Quyền sản xuất. Hết khách hàng ha. Máy thì mình đang bán là 25 triệu, sẽ bao gồm là ba cái dòng nung, một cái motor giải nhiệt Panasonic, và máy này sử dụng công nghệ inverter. Mình bảo hành cho tất cả quý khách hàng là 1 năm đối với dòng máy tôi cao tầng này. Thì máy này nó ứng dụng rất là nhiều. Mình có thể tôi trong cái đường ngành đường ray đồ đó, mình đóng mấy cái ray tàu, đóng đinh mấy ray tàu đồ đó, cũng rất là tiện lợi trong nhà tiền chế, làm mã tấu, tôi bay, làm xà beng, tóm lại là liên quan đến tất cả những gì về muốn mà tôi bên ngành thép cho nó gia tăng cái độ cứng của kim loại, thì đây là một sự chọn lựa mà quý khách hàng khắp muôn phương nên cân nhắc. Quý khách hàng đang theo dõi chức năng mình tôi ở trạng thái ô tô, có nghĩa là mình sẽ máy mình sẽ đẩy cái đồ mình tôi tới đâu thì mình sẽ cứ tiếp tục đẩy thôi, không có chỉnh theo cái thời gian mà mình mong muốn, mà đây là máy nó sẽ tự động tôi cho chúng ta. Và mình đang tôi nguyên một cái cây sắt phi 20 nè, càng lúc mình đút vô mình sẽ tôi em nó lại, nó có độ cứng rất là cứng. Đó, mình sẽ ve về. Đó, đây là chức năng ô tô trên con máy tôi cao tầng IH2500 do công ty Vĩnh Phong sản xuất và kênh máy hàng em Quyền đại diện phân phối ở khắp muôn phường. Đó, hiệu bao quà rất là xịn hào hả các bạn ha. Giờ kính chào tất cả quý hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, mình chúc tất cả quý hàng khắp muôn phương có một ngày thật đẹp, thật là bình an. Hôm nay mình chia sẻ đến tất cả quý hàng một cái dòng máy mà lần đầu tiên mình mới có thời gian đưa lên cái kênh YouTube máy hàng em Quyền để cho tất cả mọi người có, khi mà cần đến cái loại sản phẩm xịn hào này thì mình sẽ có một cái thiết bị vừa rẻ tiền và sẽ được bảo hành là 2 năm. Đây là dòng máy do chính kênh máy hàng em Quyền do công ty Vĩnh Phong sản xuất nha quý thầy nha. Vĩnh Phong Co Limited nè, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vĩnh Phong, là cái công ty mà nhập máy hàng để cho kênh máy hàng em Quyền phân phối. Tại công ty Vĩnh Phong mình có những cái dòng máy mà đội ngũ kỹ sư của công ty đã làm ra, ví dụ như là đây là máy gọi là Induction Heating, made in Việt Nam nha. Induction Heating có nghĩa là máy tôi cao tầng. Thì tại công ty Vĩnh Phong thì mình có làm máy tẩy inox, là máy điện giải inox khi mà mình xài trong hàng tích đó. Rồi cái này là ứng dụng trong những cái quá trình mà mình tôi cao tầng hoặc là trung tầng. Tức là tại công ty Vĩnh Phong thì có rất là nhiều dòng máy mà mình không có thời gian để đưa lên kênh YouTube luôn. Thì hôm nay nhân cái đơn đặt hàng của công ty này là công ty Khu Máy Việt, một công ty rất lớn, họ cần tôi những cái trục để đóng vô bạc đạn để cho nó chống bị hao mòn đó, và nó tăng gia cường cái độ cứng của sắt thép lên. Thì hôm nay là mình giới thiệu tới tất cả mọi người cái máy này. Thì cái dòng máy này nó rất là dễ vận hành. Thì đây là máy tôi cao tầng có model là IH2500, sử dụng điện 3 pha 380V. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người vận hành của máy này như thế nào. Trước khi vô vận hành thì mình sẽ cho mọi người coi xung quanh đó nha, cái công nghệ cũng như kích thước của nó như thế nào. Đó, bề ngang của em nó nè là tầm 2 tấc, cỡ 4 tấc. Rồi bề sâu của nó nè, 2 4 đó, 6 tấc. Rồi độ cao 2 4 tới đây cỡ là 5 tấc, tính luôn tới cái tay này luôn là 5 tấc. Thương hiệu Bauer là một cái thương hiệu cũng do công ty Vĩnh Phong đang làm chủ sở hữu, phân phối độc quyền những cái dòng máy mà mình sản xuất tại Việt Nam. Thì kênh máy hàng em Quyền thì có những cái dòng máy mình nhập khẩu và có những dòng máy sản xuất tại Việt Nam. Thì máy tôi cao tầng này là một trong những dòng máy mà do chính đội ngũ kỹ sư của công ty Vĩnh Phong làm ra ha quý khách hàng ha.
Thì như quý khách hàng thấy biết rồi đó, mít rồi tích rồi plasma, thì những cái đó là mình nhập khẩu, còn riêng những cái loại này thì mình sản xuất. Bởi vì cái loại này mà nếu mà nhập của bên Trung Quốc hoặc là Đài Loan thì giá nó cao hơn làm tại Việt Nam. Mình thì luôn luôn đặt cái tiêu chí là những cái gì mà rẻ nhất, tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Vì thế là riêng cái dòng máy tôi cao tầng này với cái năng lực của đội ngũ kỹ sư ở công ty Vĩnh Phong có thể làm ra được với giá thành cạnh tranh được với Trung Quốc và Đài Loan. Cho nên là riêng dòng máy này là mình làm tại Việt Nam, tại số 27, 29 đường 36 luôn, tại chỗ này luôn. Thì đây là máy 25K, nó có khả năng nó store những cái vật thể là từ 25 ly đường kính đổ lại, hoặc là mình có thể cái kích thước nó có thể rộng ra hẹp hơn là do mình quấn cái bộ khung này. Hai cái này ha, do cái bộ khung này nó quyết định. Riêng cái anh khách này anh đặt đó là tôi một cái phi 20 độ sâu vô là 6 phân và tôi một cái phi tròn 12 sâu vô 6 phân và tôi một cái phi tròn 8 ly sâu vô là 10 ly. Thì bây giờ mình sẽ vô tiến hành kết nối điện và sẽ vận hành toàn bộ cái máy này cho tất cả mọi người coi nha. Mọi người theo chân mình ra phía sau. Đây là thiết kế mặt bên sau của nó. Mặt sau của nó thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt. Đây là mình sử dụng công nghệ inverter. Bên trong là sử dụng là hai con IGBT. Đó, điện là điện nguồn vô là 3 pha 380V. Đặc biệt cái máy này nó phải cần có hệ thống giải nhiệt tốt. Cho nên là cái cơ cấu hoạt động của nó như thế nào thì mọi người sẽ coi mình làm liền ngay bây giờ. Rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi kết nối điện 3 pha. Pha thứ nhất nè, L1, L2 và L3. Xong ha, bây giờ mình sẽ tiến hành mở điện nguồn lên. Rồi, mình sẽ mở tại chỗ này. Mà trước khi mở điện nguồn thì mình phải cần cấp nước cho nó. Đó là cái quy trình mà vận hành cái máy này phải cẩn thận. Tức là nó sử dụng cái nhiệt và cái ampere ngõ ra rất cao. Cho nên mọi người phải bảo vệ nó bằng cách là bây giờ đó, phải đi đấu cái đường giải nhiệt nước cho nó. Thì mình bán một cái bộ như thế này là giá là 25 triệu đồng bảo hành 2 năm. Thì phụ kiện nó sẽ bao gồm là một cái motor bơm nước. Công suất của cái máy này là 200W và lưu lượng là 45 lít trên một phút. Đó, độ bơm cao có thể là lên tới 30 mét lận. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối. Nước thì mình đã bơm rồi. Nguyên tắc của xài máy cao tầng này là phải cần tới 3 đường. Đó, đây mình làm là ở bên trong nó có 3 cái con công suất đi qua, cho nên mình phải cần 3 đường tản nhiệt. Bây giờ mình sẽ lấy đường nước cấp vào máy nha. Đây mình có 3 cái ống phi. 3 ống này sẽ tiến hành cấp đường ngõ vào. Mời tất cả mọi người theo chân mình. Đây, ngõ vào đây mình sẽ cấp nước. 3 đường. Đường thứ nhất nè, cũng nhanh thôi. Đường thứ hai nè. Đường thứ ba. Đó, đây là cấp nước vô. Rồi mình sẽ cần 3 đường hồi về vô cái thùng mút này. Trên cái video này mình làm tượng trưng như vậy, bằng cái thùng mút như vậy thôi. Đây là nước hồi về. Sau khi nó bơm từ cái máy bơm, nó hút từ trong cái mút này, nó chạy từng quàn ra trước cái đầu tôi cao tầng á, trên cái vòng xuyến quay đó. Rồi nó sẽ làm mát, trong quá trình mình tôi thì nó sẽ làm mát được cái ống đồng đó. Đó, này là nước ra, nước vào. Rồi, bây giờ mình phải khởi động cái motor bơm nước trước, rồi mình sẽ khởi động cái máy tôi cao tầng lên liền. Và mình sẽ quay lên mặt tiền, mình hướng dẫn mọi người cái cách vận hành nó. Thực ra nó rất đơn giản, nó không có gì phức tạp hết. Rất là dễ. Ai cũng có thể làm được hết. Rồi mình mở điện nguồn cho cái bơm nước tuần hoàn nè. Mọi người thấy nước nó đang bắt đầu bơm vô máy rồi nè. Và nó sẽ hồi về đây. Phải đảm bảo rằng nước chạy trước rồi mới khởi động cái bộ nguồn máy tôi cao tầng lên nha. Như vậy thì máy nó sẽ rất là bền. Đó, một cái sự sơ suất nhỏ trong quá trình vận hành nó cũng sẽ làm hư cái máy nữa. Có những cái việc mà nó lặt vặt vậy đó mà mọi người không để ý vận hành sai thì sẽ hư máy. Rồi bây giờ đảm bảo nước đã hồi về đủ 3 đường rồi nè. Đi 3 đường và sẽ về 3 đường. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động cái máy tôi cao tầng lên liền. Mở điện lên. Đó, máy đã được mở điện lên. Và cái bộ panel này mình thiết kế cũng rất là thông minh. Ví dụ chúng ta không có quan tâm tới manual,
Có nghĩa là mình sẽ bật qua chế độ ô tô. Ô tô có nghĩa là mình đút cái vật liệu này vô thì nó sẽ tự set up cái thời gian nung cho nó đủ nhiệt. Rất là đơn giản nha. Bây giờ mình xài cái chế độ ô tô trước. Nếu mà cái đường nước mà mình làm sai một cái, máy nó sẽ báo lỗi liền. Ví dụ trên đây nó sẽ có những cái bảng mà mình thiết kế báo lỗi nè. Ví dụ đây là operation, là khi mà mình đút cái đồ vô để mình toi á, thì đèn này nó sẽ báo. Đèn này là đèn báo nguồn nè, power. Đèn này là operation. Đèn này báo overvolt, có nghĩa là quá điện áp. Đèn này báo over temperature, là báo quá nhiệt. Đèn này báo over current, là báo quá dòng. Đèn này là báo thiếu nước. Ở đây mình có một cái công tắc để mình có thể xài ở chế độ là manual. Manual có nghĩa là mình set up cái thời gian toi theo ý của mình. Đó, mọi người có cái ý khác nhau. Thì bây giờ mình vô cái chức năng ô tô trước nha. Mình bật qua ô tô. Rồi mình sẽ nhấn cái nút khởi động liền. Rồi bây giờ máy nó đang operation nè, quý khách thấy không? Đó, nó chớp đèn operation. Rất đơn giản, ai cũng có thể làm được cái máy toi cao tầng này hết. Thì yêu cầu của anh khách hàng mình là toi một cái khúc sắt tròn như thế này nè, 20 ly và sâu vô là 6 phân, tức là 60 ly. Thì cái dòng nung này mình đã thiết kế phù hợp với cái sản phẩm mà anh khách anh yêu cầu. Rồi bây giờ mời mọi người coi cái sự làm nó dễ dàng vô cùng. Đây, mình sẽ đưa từ từ vô nha, đừng có đút cái ào vô là không có đúng. Đó là lúc đó máy nó hoạt làm việc nó gồng mình lên, tội nghiệp nó. Cái cách mà tôi cao tầng rất đơn giản, nhưng mà cũng phải biết cách. Quý khách đừng đút cái ào vô, đút từ từ nè, đưa vô nha. Rồi nè, quý khách bắt đầu mình đưa vô. Rồi đưa vô nè, quý khách thấy nó đỏ rừng rực lên không? Chưa đầy 5 giây. Đây, đây là cái nhu cầu của anh khách. Rồi xong rồi đó. Rồi anh khách anh yêu cầu chỉ bao nhiêu đây thôi. Đó, còn ví dụ mà có nhiều khách hàng cần cái cây này nó dài đúng không, nung dài, thì mình sẽ làm một cái máng bên này. Đó, bằng sứ, mình sẽ đẩy từ từ nó chạy qua bên kia. Còn cái yêu cầu của anh khách này chỉ là làm như thế này, thì mình làm như thế này, cho nên cái chi phí nó rẻ. Mọi người có thể cấp phôi tự động. Ví dụ muốn làm cái hệ thống này nó đi tự động qua, thì mình sẽ làm cái hệ thống phôi nó bò từ từ qua bển. Rất đơn giản. Đây, làm lại lần nữa cho mọi người coi nha. Nè, mình đưa nhẹ nhàng nó, em nó vô. Rồi, vô. Đó, nó sẽ đỏ lên. Đó, rất là dễ thương đúng không? Rồi, đây là chế độ tự động. Xong một chế độ. Mình có thể nung tất cả những cái kiểu mà trong cái dòng này mình có thể làm rất là nhiều kiểu. Đây, mấy cái miếng sắt lát ma dày 15 ly bữa mình cắt nè. Bây giờ mình sẽ đút nhẹ nhàng em này vô, mình tôi luôn miếng sắt này luôn nè. Đưa vô. Đó, bắt đầu nó tôi luôn miếng sắt. Nó rất là hay, nó chỉ tập trung nhiệt ngay tại chỗ đó thôi. Còn cái tay của mình ở đây là rất là mát, mát rười rượi luôn. Không có sao cả. Đó rồi, đây là đủ 6 phân rồi nè. Rất tuyệt vời. Thì thường bây giờ công nghệ bây giờ người ta làm dao á, là làm dao hoặc là mã tấu bây giờ là nó xài công nghệ này hết. Cho nên bây giờ giang hồ nó lộng hành dữ. Nó lấy mấy máy tôi cao tầng này về nó làm mã tấu, cho nên xã hội giờ nó loạn lạc do cái công nghệ nó phát triển quá trời quý khách. Hồi xưa để làm cây mã tấu là phải nung rồi đốt than đồ nó cực. Bây giờ đưa giống như mã tấu mà nó làm kiểu này thôi chịu nổi. Rồi đưa vô nhẹ nhàng. Nè, nó đưa vô nè, nhẹ nhàng tình cảm. Chưa đầy 5 giây nó sẽ xong cái này liền à. Đó, tay mình đang cầm cái miếng sắt rất là dày là quý khách thấy không? Đó. À, nó nung cái chuyện này rất đơn giản. Có nhiều người lấy cái búa gõ. Đó, bắt đầu mình làm vậy, kiểu như mấy ông thợ rèn á. Mình bán cái này cho rất là nhiều đối tượng khách hàng. Mấy ông làm mã tấu nè, làm bay nè, làm tất cả những cái gì mà liên quan đến gia nhiệt và gia công kim loại là em máy tôi cao tầng do kênh máy hàng Em Quyền phân phối hiệu Power. Đó, mình làm rất là nhiều thông số. Mình có rất nhiều công sức là từ 15 kVA, 20 kVA, 25 kVA, 30 kVA, 50 kVA cho đến 90 kVA. Thì năng lực của kênh máy hàng Em Quyền hay là công ty Vĩnh Phong chúng tôi đều làm được hết. Cho nên mọi người có cần về cái những cái thiết kế riêng về cái hệ tôi cao tầng như thế này thì có thể là liên lạc với kênh máy hàng Em Quyền. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái này vô nữa nè cho mọi người coi nè. Rất đơn giản. Mình đừng đưa cái ào vô nha, mình đưa từ từ. Đưa cái ào vô vẫn được chứ không phải là không. Nhưng mà lúc đó máy nó sẽ gồng hết công sức lên nó làm. Rất là tội nghiệp nó. Cái cách mình đưa vô như vậy thì máy nó bền dữ lắm.
chứ mọi người đúc cái ào vô, ví dụ mình đúc cái ào vô này nha, nhiều người không có quen làm như vậy, nó sẽ tổn thọ cái máy nè, đúc vô cái ào nè thì máy nó rất là mệt đó, thấy không, nó vẫn hoạt động tốt bình thường nhưng mà máy nó rất là mệt, không nên làm như vậy, cứ đưa từ từ em nó qua đó, vừa thấy nóng đúng không, đẩy tiếp tới, 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 đẩy tiếp tới. Quý khách hàng đang theo dõi mình đang vận hành một cái máy tôi cao tầng có công suất 25 kVA. Sự điều khiển của nó vô cùng dễ dàng, ứng dụng rất là rộng rãi trong cái ngành gia công kim loại cũng như là làm, ứng dụng rất là rộng rãi. Đó. Đây là sự xịn hào của một chiếc máy tôi cao tầng mà lần đầu tiên mình cho nó xuất hiện trên kênh YouTube Máy Hàng Quyền. Rồi, thì hai cái dòng này nãy mình có nói với khách hàng đó, mình quấn cho anh khách để anh làm một cái thanh là 8 ly như thế này, và anh chỉ nung vô đây là có 10 ly thôi. Nhưng mà mình làm biến mở cái này ra quá, thì cái cách nó rất đơn giản. Mình sẽ mở hai cái này ra bằng cái khóa 14 rồi mình sẽ thay vô thôi. Đây. Ha, mọi người hiểu nôm na vậy. Nhưng mà chính cái dòng lớn này nó vẫn có thể giải quyết những cái 8 ly này cũng đơn giản thôi. Đây, bây giờ mình đút vô 10 ly nha. Nó nhanh lắm, cũng nhanh lắm. Đưa vô. Đưa vô. Nó hơi, cái dòng này nó hơi lớn, cho nên mình chịu khó để chút xíu, nó cũng sẽ, đó, nó cũng đỏ lên liền à. Đây. Đó, nếu mà làm biến thay cái dòng phù hợp, mình thay dòng, cái dòng phù hợp thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn thôi. Đó, vẫn giải quyết được là 8 ly vô 10 ly. Xong, một cái sản phẩm của ảnh nữa là 12 ly. 12 ly vô 6 phân. Thì mình lấy cái này mình làm tượng trưng nè. Rồi, 12 ly vô 6 phân. Vô. Đó, mình đưa vô cho nó đỏ cái đầu đúng không? Rồi, đẩy nó vô. Đẩy nó vô. Đó, rất là xịn hào đúng không quý khách? Xong. Bây giờ mình đã thực hiện xong cái quá trình mà điều khiển cái máy tôi cao tầng IH2500 do công ty Vĩnh Phong sản xuất rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái chức năng gọi là xài bằng manual. Thì trong lúc mình đi lấy cái remote để mình gắn vô đây. Cái remote là chính là cái pedal để mình điều phối cái thời gian á, mình cho cái máy nó nghỉ ngơi chút ha. Tắt đây. Rồi, bây giờ mình lấy một cái, thực ra kêu bằng remote có nghĩa đồng nghĩa với việc là mình điều khiển bằng cái pedal. Ví dụ mình đưa vô quy trình mà để cho mấy chị em phụ nữ công nhân đó làm một cách đơn giản là ngồi trên ghế mà giống như ghế thư giãn vậy thôi. Rồi bắt đầu mình đặt cái máy này lên cao thì chị em ngồi dưới. Rồi cái pedal này nè để dưới chân của công nhân á. Đó, đơn giản thôi, là mình set up theo cái kiểu tự động cũng được, mà mình set up theo cái kiểu manual cũng được. Manual có nghĩa là mình sẽ set up cái thời gian tôi nhất định. Khi mình nhả cái pedal này ra, mình nhả pedal này ra, mình chưa có mở máy hết, mình tắt rồi. Khi nào mình muốn làm thì mình sẽ bật qua đây. Đó, thì mình sẽ đạp cái thời gian này. Đạp cái này là nó sẽ kích, nó mở cái thời gian nhất định để nó tôi. Đó là cái mình gọi là manual. Thì đây là cái remote. Mình đã gắn cái pedal vô rồi, thì cái cách làm là mình đạp lên giống như bàn tay mình vậy nè. Đạp nó lên, đạp lên vậy đó. Hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô, hồi nãy giờ là quý khách vừa coi xong là ô tô. Ha, ô tô có nghĩa là mình không có cần set up bất cứ thứ gì. Đó, mình không cần set up. Đó, mà máy nó sẽ tự hoạt động theo nó phù hợp với mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành, mình hướng dẫn mọi người cài đặt chế độ là xài theo kiểu manual nha. Và bây giờ mình sẽ set up cái thời gian. Cái từ trên cái màn hình nè, cái đồng hồ này là nó sẽ tính được là nhỏ nhất đơn vị tính của nó là giây. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy cái sự điều khiển bằng manual nha. Mình cho nó 10 giây đi cho mọi người thấy rõ nha. Mình không có đút đồ vô. Đây 10 giây là mình phải di chuyển này lên số 1. Thôi 9 giây đi cho nó đỡ mất thời gian ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đạp cái này là máy nó sẽ hoạt động trong 10 giây nó tự ngắt. Rồi, phải hết chú ý nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, ngắt liền. Rồi, bây giờ vô tôi liền ở trạng thái gọi là manual cho tất cả mọi người coi. Rất đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm cái miếng sắt này và tay mình là đóng vai trò là cái chân nha. Để cho cái lọt vô khung hình cho nó đẹp á. Rồi mình, nhưng mà riêng cái cục sắt này không cần tới 19 giây đâu. Mình chỉ chỉnh 5 giây thôi. Đây mình sẽ giảm xuống 5 giây thôi.
là nó sẽ đã nung tốt cái này rồi. Rồi thôi mình chỉnh 3-4 giây thôi để mình tôi cái này đi. Đây, cái này cho nó đơn giản, 4 giây thôi. À, mọi người chú ý nè, cái đồ này là 8 ly. Mình làm trong vòng 4 giây thôi nè, là nó sẽ nung liền. Vô. Đó, 4 giây là cái này là xong, đỏ rực lên. Nó hơi thiếu thời gian chút ha. Giờ mình lên 5 nha. Thôi mình để 5 giây. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho nó đúng bài thì phải lấy cái cây lớn mới được. Mình sẽ lấy cây kìm. Mấy cái này nãy giờ nó đã truyền ra ngoài nó nóng rồi. Bây giờ mình sẽ là lấy cái này thì mình đút cái cây này vô. Trong vòng 5 giây mình sẽ điều phối nó. Khỏi kìm đi, cái này nó nguội rồi. Làm lại nè. Mọi người chú ý nè, mình sẽ đạp cò nè. Còn nóng chưa, không nóng nè. Lấy cái kìm mới được. Đây. Nóng nóng. Rồi mình sẽ cho nó vô nè. Mọi người chú ý nè nha. Vô. Rồi mình đưa nó vô. Đúng 5 giây nó sẽ tôi cho chúng ta. Đó. Đúng 5 giây nó sẽ ngắt. Đó, ví dụ vậy. Hồi nãy cái dòng này mình chỉnh cho lên 800 đi. Hồi nãy mình để 700 nó ít quá. Mình chỉnh cái dòng cao lên chút. Vô nè, làm lại nè nha. Cái này mình cho lên 9 giây đi. Chứ cái cây này nó bự lắm. Rồi, làm lại nè. Đạp cò, vô. 9 giây thì hơi lâu. Cái này phải set up chừng 7 giây là ok. Rồi, cũng vừa ha. Ờ, còn đúng rồi, còn 2 giây nữa, 3. Mình đang làm lại lần nữa rồi. Lấy cây khác. Bây giờ mình tiếp tục làm cho mọi người coi nè. Đạp. Đạp chân em nó là đưa vô. Đó, đưa vô. Đưa vô. Đưa vô. Rồi, ngắt. Đủ thời gian nó sẽ ngắt. Cầm lên. Làm lại cái nữa nè ha. Đạp nè. Rồi, đưa vô. Đưa vô nè. Đó, xong. Làm lại nè. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa với thằng ha. Đạp cái rồi đưa vô. Đưa vô. Đó. 4 5 giây rồi đó. 10 giây thì quá lâu. Đó. Chích rồi. Vừa ngắm luôn. Rất là tuyệt vời. Làm cái nữa nha. Đó là cái sự điều khiển bằng manual. Đạp cái đưa vô. Cái dòng nung này mình quấn cho cái ống cái cây sắt tới 20 ly lận, cho nên mình để cái đồ nhỏ hơn nó lâu hơn. Đó, mình tùy theo cái đường kính mà mình sẽ chọn cái dòng nung nó phù hợp. Nhưng mà do mình làm video này mình làm biến gắn cái này vô lắm, cho nên mình làm đại khái cho mọi người thấy thôi. Rồi làm cái nữa nha, mình sẽ khép video lại. Nè, đạp một cái. Đạp rồi đưa vô. Đưa em này vô. Đó, cháy luôn cái tôn tráng kẽm đó, cháy luôn rồi nè. Rực rỡ luôn không? Rực rỡ lòng em. Đó. Làm cái nữa mình sẽ khép video. Đó thì tổng thể một lần nữa quý ràng đang theo dõi, mình đang điều khiển ở chế độ manual trên cái máy tôi cao tầng IH2500 do kênh máy hàng Em Quyền sản xuất. Hả quý ràng ha. Máy thì mình đang bán là 25 triệu sẽ bao gồm là ba cái dòng nung, một cái motor giải nhiệt Panasonic. Và máy này sử dụng công nghệ inverter. Mình bảo hành cho tất cả quý khách hàng là 1 năm. Đối với dòng máy tôi cao tầng này, thì máy này nó ứng dụng rất là nhiều. Mình có thể tôi trong cái đường, ngành đường ray đồ đó. Mình đóng mấy cái ray tàu, đóng đinh mấy cái ray tàu đồ đó. Cũng rất là tiện lợi trong nhà tiền chế, làm mã tấu, tôi bay, làm xà ben. Tóm lại là liên quan đến tất cả những gì về muốn mà tôi bên ngành thép cho nó gia tăng cái độ cứng của kim loại, thì đây là một sự chọn lựa mà quý khách hàng khắp muôn phương nên cân nhắc. Mọi người nào mà có yêu mến ghét thương, nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ thông báo, mình sẽ post lên hàng ngày, thì quý khách sẽ nhận được những cái thông báo rất là nhanh. Đó, bây giờ mình bật qua cái ô tô cái nữa mình cho mọi người coi, cái mình sẽ khép video lại ha. Rồi mình sẽ qua ô tô mình cho mọi người coi cái nữa mình kết thúc nha. Vô. 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 Quý thằng đang theo dõi chức năng mình tôi ở trạng thái ô tô. Có nghĩa là mình sẽ máy mình sẽ đẩy cái đồ mình tôi tới đâu thì mình sẽ cứ tiếp tục đẩy thôi, không có chỉnh theo cái thời gian mà mình mong muốn, mà đây là máy nó sẽ tự động tôi cho chúng ta. Và mình đang tôi nguyên một cái cây sắt phi 20 nè.
Càng lúc mình đút vô mình sẽ toi em nó lại, nó có độ cứng rất là cứng. Mình sẽ ve về. Đây là chức năng ô tô trên con máy toi cao tầng IH2500 do công ty Vĩnh Phong sản xuất và kênh máy hàng Em Quyền đại diện phân phối ở khắp muôn phường. Đó. Hiệu Power, rất là xịn hào đó các bạn ha. Rồi, bật qua cái chức năng manual cái nữa để mọi người hình dung một lần nữa rồi mình sẽ khép video lại nha. Bật qua đây. Thời gian của chức năng manual mình để 10 giây. Đó, và bây giờ mình sẽ đạp cò một cái và em nó sẽ hoạt động. Đây. Rồi, đúng 10 giây nó sẽ ngắt. Đưa vô. À quên. Mình gắn cái này vô cái nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đạp pedal một cái rồi em nó sẽ chạy trong vòng 10 giây nó sẽ ngắt. Rồi vô. Đó, chúng ta thấy đỏ rừng rực lên rồi. 5 giây rồi đó. 7 giây rồi đó, 8 giây, 9 giây. Đó, em nó đỏ rực lên rồi nè. Rồi xong, bây giờ đã trưa hè nóng bức, mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.